Sự kiện này là một cái sự đóng góp rất là lớn của KT đối với cả cộng đồng của fitness, bởi vì mời được những cái chuyên gia như này về để chia sẻ những cái kiến thức của họ đến với cộng đồng gym là một cái gì đấy mà các bạn đi tập dù là mới hay là đã có một chút kinh nghiệm đều mong muốn. Một cái workshop mà nói về ba cái bài Big 3 ấy, thì nó cũng khá là thú vị, đặc biệt là những người mà đang tập luyện và đang trên cái con đường mà tìm kiếm những cái kiến thức khoa học trong cái tập luyện của mình. Squat, deadlift và bench press là ba bài tập lớn rất là quan trọng, gọi là đơn giản cũng không phải đơn giản, nhưng mà nếu bạn có thể thì hãy làm chủ chúng càng sớm càng tốt, vì đây là những bài tập nền tảng và nó sẽ giúp cho chúng ta khỏe hơn một cách toàn diện, như là chỉnh góc một cách toàn diện nhất có thể. I'm so happy, I can't, 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 I'm so happy, I can't